Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy Pháp môn Đà La Ni làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì Pháp môn Đà La Ni rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy mười lực phật làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì mười lực phật rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy bốn điều không sợ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn điều không sợ, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, hướng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy bốn sự hiểu biết thông suốt làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì bốn sự hiểu biết thông suốt, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy đại từ làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? vì đại từ rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy đại bi, đại hỷ, đại xả, làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì đại bi, đại hỷ, đại xả, rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy 18 Pháp Phật bất cộng làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì 18 Pháp Phật bất cộng, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy quả dự lưu làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? vì quả dự lưu rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được hướng là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy quả nhất lai bất hoàn A-la-hán à làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì quả nhất lai bất hoàn A-la-hán, à rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy dự lưu làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? vì dự lưu rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. này thiện hiện tất cả pháp đều lấy nhất lai bất hoàn a à la hán làm chỗ hướng đến. đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. vì sao? vì nhất lai bất hoàn a à la hán rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả pháp đều lấy quả vị độc giác làm chỗ hướng đến đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao vì quả vị độc giác rốt ráo còn chẳng thể nắm bắt được huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến này thiện hiện tất cả Pháp đều lấy độc giác làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì độc giác, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy tất cả hạnh đại Bồ Tát làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt vì sao? vì tất cả hạnh đại bồ tát chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được, huống là có chỗ hướng đến, chẳng phải chỗ hướng đến. này thiện hiện tất cả pháp đều lấy đại bồ tát làm chỗ hướng đến, đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. vì sao? vì đại bồ tát chốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến. Này thiện hiện, tất cả Pháp đều lấy tất cả như lai ứng tránh đẳng giác làm chỗ hướng đến. Đối với chỗ hướng đến ấy chẳng thể siêu việt. Vì sao? Vì tất cả như lai ứng tránh đẳng giác, rốt giáo còn chẳng thể nắm bắt được. Huống là có chỗ hướng đến chẳng phải chỗ hướng đến.